Đầu thế kỷ 21, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam liên tục xảy ra hàng loạt vụ cướp kinh hoàng. Cơ quan điều tra xác định, kẻ cầm đầu băng cướp là Lê Anh Kiệt, sinh năm 1964, trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Với vỏ bọc bên ngoài là một người bán rau, chẳng ai ngờ được bên trong Kiệt lại là một tướng cướp quá ranh ma trong từng đường đi nước bước. Để đến khi toàn bộ băng cướp xa lưới, số vàng băng nhóm này cướp được đã lên tới 1.000 lượng. Tuy nhiên trong lời khai hùng hồn của Kiệt, lúc bị bắt, công an lại phát hiện ra dường như Kiệt chỉ là hình nhân thế mạng. Phía sau đó còn có một ông trùm giấu mặt đang đứng giật dây. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sau khi xác định đây là một băng cướp tàn độc có tổ chức, Tổng cục Phòng chống tội phạm Bộ Công an đã quyết định xác lập chuyên án để truy xét. Từ đầu năm 2011, hàng chục trinh sát điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của các phòng 4, 5, 8 ở Cục Cảnh sát Hình sự từ Hà Nội được Bộ Công an điều tăng cường hỗ trợ cho Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam. Các trinh sát lần tìm và xác định nghi án 8 đối tượng thuộc băng cướp khét tiếng này. Trong đó, người đứng đầu là Lê Anh Kiệt, sinh năm 1964, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Kẻ giúp sức và là cánh tay phải đắc lực của đàn anh này là Huỳnh Minh Tím. Tím là chủ sở hữu hai chiếc xe ủi san lấp mặt bằng ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Còn Kiệt mỗi buổi sáng chở vợ ra chợ đầu mối lấy rau về bán ở đường Lê Văn Lương, quận 7. Đàn em dưới trướng gồm có Nguyễn Văn Nhãn, tự Lùng, sinh năm 1957, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Hoạt động trong giới giang hồ: Trần Hữu Lộc, sinh năm 1978, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Tấn Thông, sinh năm 1976, huyện Trảng Bàng, tỉnh Đồng Nai; và Nguyễn Đức Công, sinh năm 1968, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, tử vong do ăn chơi trác táng và sốc ma túy. Ngoài ra còn có Đặng Văn Phước, sinh năm 1951, tỉnh An Giang, và Phan Văn Tưởng, sinh năm 1973, tỉnh Tây Ninh, sống ẩn mình khá tốt với vỏ bọc kín đáo. Riêng Tưởng sở hữu một gara nổi tiếng, thường xuyên nhận nhiều hợp đồng sửa chữa ô tô lớn. Theo điều tra, từ năm 2000 đến khi bị hốt trọng ổ vào năm 2011, băng cướp do Lê Anh Kỳ cầm đầu đã thực hiện trót lọt 8 phi vụ cướp vàng bằng súng của các chủ tiệm vàng ở Tây Ninh, 3 vụ, thành phố Hồ Chí Minh 3 vụ, Long An 1 vụ, Vĩnh Long 1 vụ. Vụ cướp đầu tiên của chúng gây án tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh vào đêm 22 tháng 9 năm 2000. Trong vụ này, ông Đỗ Văn Xuân, 55 tuổi cùng vợ là bà Lê Thị Quận, 50 tuổi, cùng ngụ ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, là chủ tiệm vàng Cơ Tân Tiến ở chợ Long Hòa, huyện Hòa Thành. Khai khi về gần tới nhà thì bị cướp túi tiệm vàng gồm 48 lượng vàng 18K, 3 lượng vàng 24K và 5,5 triệu đồng. Không chỉ bị cướp mất tài sản, bản thân ông Xuân còn bị tên cướp manh động dùng gậy tầm vong tấn công không nương tay. Vụ cướp đầu tiên này do Huỳnh Văn Tím khơi mào và vạch kế hoạch cướp bằng súng K-59 cùng gậy tầm vong với sự hỗ trợ đắc lực của đối tượng Trần Hữu Lộc. Vụ này do bị ngã xe máy nên Kiệt không tham gia mà giới thiệu Lộc với Tím. Sau khi vụ đầu được 3 tháng, Huỳnh Văn Tím tìm gặp Lê Anh Kiệt tại thành phố Hồ Chí Minh bàn chuyện cướp tiệm vàng Phú Khiền ở chợ Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Thực hiện kế hoạch đã vạch ra, đêm 14 tháng 1 năm 2001, đợi ông Khiền về tới nhà nhấn chuông, Tím rồ ga chở Kiệt lẫn súng K-59 lên nòng lao đến, rồi dùng gậy sắt bổ vào đầu ông này cướp thùng vàng tẩu thoát. Bên trong có 14 lượng vàng 24K, 63 lượng vàng 18K. Vụ này vì bị anh Nguyễn Văn Tài, hàng xóm của ông Khiền trông thấy rồ xe máy rượt đuổi, nên Kiệt rút súng bắn, nhưng may mắn anh Tài không bị trúng đạn. Sau phi vụ thứ ba cướp của vợ chồng chủ tiệm vàng Thông Tâm ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, chủ tiệm vàng khai bị cướp 200 lượng vàng, 210.000 yên Nhật, 30 triệu đồng và 5.000 USD vào năm 2003. Kiệt, Tím và đàn em Nguyễn Đức Công với thủ đoạn lẫn súng K-59 lên nòng và bỏ ống tuyếp sắt đã cướp của vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Lộc ở chợ Gò Đen, huyện Bến Lức, Long An 60 lượng vàng. Trong phi vụ cướp tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, băng cướp 1.000 lượng vàng đã nổ súng gây nên cái chết thảm cho chủ tiệm vàng là ông Doãn Mỹ. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, trong khoảng thời gian 5 năm hô mưa gọi gió, từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 7 năm 2005 và hơn 10 năm sau khi gây án, tính từ vụ đầu tiên, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và Phòng chống tội phạm và ban chuyên án cho in đến 2.000 lá thư gửi các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để tố giác tội phạm. Vào giữa năm 2011, các điều tra viên phát hiện Tưởng có chuyến sang Campuchia mua súng, sau đó giao cho Kiệt cất giữ.
Công an nghi ngờ băng nhóm này đang định trở lại chống giang hồ nên trinh sát bám sát suốt ngày đêm. Bên cạnh đó, một mũi trinh sát khác lại phát hiện Nhãn và Tím thường xuyên lui tới ở quận 4 và để ý một tiệm vàng tại đây. Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, trưởng ban chuyên án nhận định có thể băng nhóm này sẽ thực hiện vào một ngày mưa để dễ dàng xóa bỏ dấu vết. Thời gian đó là tháng 10, mùa mưa của thành phố Hồ Chí Minh nên các trinh sát điều tra viên phải làm việc cực lực hơn rất nhiều, tránh trường hợp để bọn chúng thoát tội. Ngày 8 tháng 10 năm 2011, tổ trinh sát đeo bám Kiệt nhận thấy gã có nhiều dấu hiệu khác thường. Rạng sáng hôm đó, gã vẫn chở vợ đi mua rau, nhưng sau đó cố thủ trong nhà không hề bước ra đường. Đến chừng 17 giờ, Kiệt dắt xe đi ra khỏi nhà. Hôm đó trời lại mưa. Nghi ngờ bọn chúng sẽ thực hiện vụ cướp vào chính đêm hôm đó, nên thiếu tướng Tuyến đã ra lệnh phải bám sát đối tượng, đồng thời biết gã đến đâu thì phải báo về cho lãnh đạo để có phương thức hành động phù hợp. Kiệt đến quán cà phê Thu Hồng, Lê Văn Lương, nhiều trinh sát nhanh chóng được điều động. Giả vờ là khách vào uống cà phê, đồng thời nhiều chiến sĩ khác được rải khắp ở bên ngoài. Chừng 18 giờ cùng ngày, hai đối tượng Tím và Nhạn cùng đến quán cà phê với một bao vũ khí trên tay. Ngay khi bọn chúng đang ngồi, bàn tán về kế hoạch sẽ cướp tiệm vàng ở quận 4 vào tối hôm đó, công an liền ập đến bắt giữ. Đến khoảng 2-3 giờ cùng ngày, lệnh bắt khẩn cấp Tưởng được ký và một nhóm điều tra viên ập vào nhà bắt. Theo trinh sát trực tiếp lấy lời khai từ Kiệt, ban đầu cứ ngờ có lẽ phải đấu trí dùng nhiều mưu mẹo mới moi được thông tin. Tuy nhiên không như các đàn em của mình, khúm núm sợ sệt, lý nhí trả lời, Kiệt tỏ ra là đàn anh thực sự trong giới giang hồ, rành mạch nhận tội và kể hết tất cả những phi vụ đã thực hiện, cũng như ai chính là kẻ dùng súng nã vào nạn nhân. Hắn khẳng định mình là đại ca trong băng nhóm này. Khi thành lập ban hội, mỗi lần ra tay, hắn lại dõng dạc ra lệnh. Nếu trong lúc cướp, nạn nhân chống trả, đứa nào cầm súng mà không bắn thì họng súng sẽ chỉ vào đầu thằng đó, và chính tao sẽ là người bóp cò. Cũng chính vì mệnh lệnh này mà trong các phi vụ cướp, cứ hễ nạn nhân bám đuôi, cố lấy tài sản lại, thì chúng lại nã súng không thương tiếc. Kiệt khiến các trinh sát cũng phải bất ngờ khi tỏ lòng không nghĩ mình bị bắt sớm thế. Kiệt cho rằng mình thừa khả năng và có rất nhiều chiêu đối phó với công an, nên cứ nghĩ ít nhất cũng phải 60 tuổi chứ không phải mới 47 tuổi đã bị bắt. Khi được thẩm vấn về núi vàng cướp được, Kiệt thừa nhận, sau mỗi phi vụ, bọn chúng liền chia nhau, theo kiểu người nào có công nhiều thì được chia nhiều, ai có công ít thì được chia ít. Hầu hết số vàng cướp được bọn chúng đưa về, dùng hàng kho lại thành cục rồi đem đi bán và mua vàng miếng cất giữ tiêu xài. Nói là cất giữ nhưng thực chất, tất cả bọn chúng đều dùng số vàng cướp được tung vào các trò chơi, ăn chơi đàn đúm. Đến khi bị bắt, số vàng cướp được đều đã bốc hơi theo các cuộc ăn chơi trác táng. Tháng 5 năm 2013, trong 3 ngày xét xử băng cướp 1.000 cây vàng, gồm 5 tên Lê Anh Kiệt, Huỳnh Văn Tím, Nguyễn Văn Nhân, Phan Văn Tưởng và Đặng Văn Phước, các bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội giết người, cướp tài sản, tàn trữ, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Sau các công đoạn thẩm tra lý lịch bị can, đọc cáo trạng luận tội, giai đoạn xét hỏi được nhiều người mong đợi nhất. Và hẳn nhiên, phần xét hỏi tên tướng cướp Lê Anh Kiệt thu hút nhiều người quan tâm lắng nghe nhất. Tại phiên tòa, Kiệt trả lời rõ ràng, rành rọt và chi tiết, không hề có thái độ quanh co chối tội. Từ trả lời của Kiệt trong quá trình xét hỏi, người ta mới vỡ lẽ, sở dĩ băng cướp gây án hàng loạt, nhưng trong một thời gian dài, chúng không bị lọt lưới pháp luật, bởi kẻ cầm đầu Lê Anh Kiệt quá ranh ma trong từng đường đi nước bước, từ thủ thuật gây án, cách thức chia vàng, phương cách hủy chứng cứ. Xong mỗi phi vụ, Kiệt chỉ đạo đồng bọn phải ngủ đông dài hơi vì rút kinh nghiệm của nhiều anh em trước đó vì quá ham ăn, liên tục gây án và gây án trong cùng một địa bàn rất dễ bị lộ hành tung. Về lý do ăn hàng ở nhiều địa phương, Lê Anh Kỳ khai nhằm mục đích đánh lừa cơ quan điều tra, nếu chỉ tập trung tại một khu vực, nhất định công an sẽ khoanh vùng và lần ra đầu mối. Nên bị cáo chủ trương phải đánh trên địa bàn rộng để họ tưởng có nhiều băng nhóm. Bị cáo cũng chỉ đạo anh em ăn được hàng rồi phải đem kho nấu chảy và mang đi nơi khác bán. Nhưng chỉ bán khi nào cần thiết và nhất không được phô trương, bởi công an họ tin lắm, thấy đứa nào đang nghèo khổ bỗng dưng giàu lên nhanh chóng, ăn chơi thả dạng, họ sẽ đưa vào tầm ngắm ngay. Đề cập đến lý do vì sao không tổ chức cướp tại các tiệm vàng mà chờ khi các nạn nhân về gần nhà hay sắp bước vô nhà mới cướp, Lê Anh Kiệt thú nhận, ở tiệm đông quá không cướp được, Kiệt chọn cướp lúc bị hại trên đường về hay về gần nhà, bởi khi đó tâm lý ai cũng vậy, theo thói quen họ nghĩ về đến gần nhà là an toàn rồi nên hay hớ hênh để lộ sơ hở và đó là lúc dễ ra tay nhất. Lê Anh Kiệt khai trước khi ăn hàng phải đích thân y đi điều nghiên vị trí, quy mô, quy luật hoạt động của hiệu vàng và chỉ cho phép đàn em đánh quả với nhiều tiêu chí nghiêm ngặt. Tiệm vàng bị đưa vào tầm ngắm phải lắm vàng. Bị cáo nghĩ đơn giản một điều, đã cướp thì cướp ít hay nhiều, cướp nhỏ hay lớn cũng phạm tội cướp, nên bị cáo chỉ chờ vụ lớn,
ăn một vụ cho đáng một vụ, thì cũng khai trong quá trình gây án, y rất hạn chế thu nạp anh em mới, chỉ trọng dụng những người cũ vì ý thức được rằng càng có nhiều tay chân thì càng khó quản, hành tung sẽ dễ bị bại lộ. Suốt quá trình lấy lời khai, Kiệt đều hùng hồn thừa nhận mình chính là ông trùm, đàn anh của băng cướp này. Tuy nhiên trong lời khai của gã cũng như các anh em thì công an đánh giá rằng Kiệt chỉ là hình nhân thế mạng, còn kẻ đứng sau đường dây chính là Huỳnh Văn Tím. Tím sinh ra trong một gia đình nghèo, có đến 11 đứa con ở ấp Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Gã là con thứ tư. Tím mang bên mình danh sách tiền án tiền sự dài dằng dặc, khiến những người mới đọc vào ai cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Gã nhiều lần vào tù vì các tội cướp tài sản, chế tạo tàng trữ vũ khí trái phép. Khoảng năm 1992, Tím đang thi hành án tại trại giam Tống Lê Chân, tỉnh Bình Phước thì gặp Kiệt đang thụ án 6 năm tù giam vì tội giết người. Qua đôi mắt già nua, sành đời, Tím nhận thấy đằng sau Kiệt là cả một con người lạnh lùng, có khả năng tổ chức và rất quyết đoán, nên tìm mọi cách để kết thân. Suốt thời gian ngồi trong tù, Tím và Kiệt trở thành đôi bạn thân và là đại bàng trại giam. Hai người mãn hạn tù cùng lúc và trước khi chia tay đã trao đổi số điện thoại địa chỉ. Sau khi ra tù, Tím về quê sống lương thiện được một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, hắn lận lưng khẩu súng K-59 từ Tây Ninh xuống Sài Gòn, rủ người bạn tù lúc xưa thực hiện cướp tiệm vàng cùng. Tuy nhiên lúc này, Kiệt mới bị tai nạn nên từ chối và giới thiệu đàn em của mình là Lộc. Phi vụ đầu thành công, cơn khát vàng của Tím ngày càng được đánh thức. Hầu hết trong tất cả các phi vụ, Tím luôn là kẻ rủ rê, xây dựng kế hoạch cùng với Kiệt. Khi băng cướp bị tóm, đầu gã đã chấm muối tiêu. Đến lúc ra trước vành móng ngựa, đầu gã đã bạc trắng, chân tay yếu, run rẩy không đứng lâu được, nên xin chủ tọa đặt khách được ngồi trong suốt 3 ngày phiên tòa diễn ra. Tuy nhiên, bằng con mắt nhà nghề, hai đại tá Hồ Sĩ Tiến và Phạm Văn Tám nhận thấy đằng sau vẻ ngơ ngác của Tím là cả một điều bất bình thường. Các điều tra viên nghi ngờ có thể do Tím biết trước ngày sổ khám của mình trước sau gì cũng sẽ đến, nên đã chạy trước tình trạng ngơ ngơ để sau này dễ bề thoát tội. Theo hồ sơ kết luận của cơ quan công an điều tra, Tím đã có hành vi tàng trữ sử dụng buôn bán trái phép 4 khẩu súng quân dụng và đã có hành vi giết người trong các vụ cướp tiệm vàng Kim Thanh và Từ Minh. Hậu quả đã gây ra khiến ông Doãn Mỹ tử vong, 3 người khác bị thương tật từ 6% đến 31%. Đồng thời, gã đã tham gia 8 vụ cướp vàng với vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu. Tổng số tiền gã hưởng được trong các phi vụ cướp vàng lên đến 3,4 tỷ đồng, gấp gần 3 lần đối với Kiệt. Băng cướp 1.000 lượng vàng này một thời khiến những chủ tiệm vàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam phải thót tim bởi lo sợ không biết đến lúc nào mình sẽ rơi vào tầm ngắm của bọn chúng. Đến nay, dù bọn chúng đã xa lưới, nhưng nỗi mất mát đau đớn chúng gây ra vẫn còn hiện diện mãi trong lòng người, các nạn nhân và gia đình cũng như người dân xung quanh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!